Hello, xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quay lại với kênh Nguyệt Trương Cuộc Sống Mốt của Nguyệt nha. Thì sáng nay bây giờ thì Nguyệt đang chuẩn bị để đi test Covid lần 2 này mọi người. Thì hôm bữa là đi test Covid lần 1 á, là để Nguyệt lấy cái kết quả đó mới vào trong bệnh viện được. Mà ai có ngờ đâu, cái kết quả thì thường nói tầm khoảng 24 tiếng là có. Nên thứ tư Nguyệt đi bệnh viện thì thứ hai Nguyệt đi test nha. Rồi về thứ hai xong á, Nguyệt chờ 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 hoài và chờ hoài và tới cái ngày mà Nguyệt đi bệnh viện á cũng chưa có kết quả test Covid luôn, nên đâu có đi vào bệnh viện được đâu. Bây giờ phải book là bệnh viện 1 tuần sau, là 1 tuần sau thì bây giờ phải đi test Covid lần hai, và thứ tư á thì đi vào bệnh viện để khám thai. Thì bây giờ thứ bảy là Nguyệt sẽ đi test Covid rồi, Nguyệt sẽ trường hao 2 ngày luôn mọi người. Sợ là bây giờ dịch bệnh thì người ta sẽ đi test Covid nhiều quá nên Nguyệt phải trường hao 2 ngày. Mà chia sẻ với mọi người về cái trải nghiệm khi mà đi test Covid ở bên này ấy ha. Hồi bữa mình đi test á, rất là nhẹ nhàng, không hề đau đớn gì hết. Mà bữa đó là chuẩn bị tinh thần rất là tốt, là nghe chuẩn bị là sẽ đau, là thốn, là khó chịu rồi, và rất là nhẹ nhàng. Xong rồi mình về mình có làm video để chia sẻ cho mọi người á. Nhưng mà thực ra không phải ai cũng vậy. Vì mới xem video của chị Annie trong Born Family AU á, thì chị cũng ở phe phèo này luôn nè. Thì cái cảm giác của chị với cái cảm giác của Nguyệt khi đi test Covid đó hoàn toàn khác nhau, và nó thốn và nó khó chịu cực kỳ luôn mọi người. Nên bây giờ nè, đi test Covid là lần hai, không biết sẽ như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra. Thì bây giờ Nguyệt sẽ đi đây và sẽ chia sẻ cho mọi người tiếp theo ha. Lúc nãy thì tính là sáng thức dậy rồi đi test Covid luôn, nhưng mà suy nghĩ lại thì sợ là đi lại đó mà đông quá chờ lâu thì lại đói bụng nữa, nên bây giờ phải uống một ly sữa. Sữa thì buổi sáng mình sẽ uống sữa với hạt chia mọi người. Cái này nó để ra cái hạt này rất là nhiều omega 3 luôn nè. Nghiệp mua bịch này là 10 đồng nè, mình sẽ cho 2 muỗng vào trong ly sữa rồi quậy lên đầy đủ dinh dưỡng cho buổi sáng ha. Thì mình sẽ uống sữa rồi ăn một miếng bánh mì. Cái này là bánh mì nướng với lại bơ đường. Như vậy là xong buổi sáng nhẹ nhẹ của Nguyệt để trước khi đi test Covid à. No, 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 to Vietnam, mommy have breakfast. Say hello, good morning. Say good morning. Ôi trời ơi, ngủ dậy mệt cả. Con ăn không? Ăn không? Chị cho con miếng. Yêu. Rồi xuống ăn không? Sau khi ăn nhanh bữa sáng thì bây giờ Nguyệt ra xe và đi đây. Mọi người nhìn ở cảnh ở phía trước nhà Nguyệt nè, trời bữa nay thì rất là đẹp luôn. Nhìn không thấy một bóng người luôn, nhà ai nấy ở mọi người ơi. Mà lần ra thì còn thấy neighbor, người ta đứng ở ngoài trước cửa, còn giờ người ta không có bước ra khỏi nhà luôn nữa nè. Vắng vẻ à. Mọi người ơi, đang lái xe nè. Hôm nay thời tiết đẹp ơi là đẹp luôn, nắng rất là ấm luôn, không có gió mạnh nữa. Thời tiết này mà dẫn tụi nhỏ đi ra biển chơi hoặc là đi ra park chơi á, đi chơi thì rất là thoải mái luôn, nhưng mà lockdown thì không có thể đi đâu được hết. Bây giờ thì tới chỗ test Covid rồi nè mọi người, mới được phát tờ giấy để điền thông tin nè, nhưng mà không nghĩ là bữa nay lại vắng như vậy, vì vừa mới chạy vào thì là người thứ ba rồi. Nên bây giờ phải lấy viết ra và điền thông tin của Nguyệt vào nè. Đeo khẩu trang vô, hand sanitizer, hand. Trời bữa nay nhanh quá là không kịp luôn mọi người. Vừa chạy vô, chạy thẳng vô luôn, có 3-4 xe test luôn à. Không cần phải chờ đợi gì hết.
Bữa nay không biết có phải các anh nhàn nhàn như hôm bữa test mình không nữa. Không biết bữa nay có phải các anh hôm bữa test rất là nhẹ nhàng không nữa. Phải tắt máy. Hi, good morning, I'm good. Okay. Yeah, I'm feeling it. Yeah, no worries. Have you done this test before? Yes, last week. Okay, no worries. All good. So your birthday is 7th of the 9th, 1989? Yeah, 7th of September. Yep. Yeah. Okay, no worries. All good. Can I just get you to come see where that stop sign is? Just come forward a bit, please. Okay. Do you mind just taking your car off too, please? Yeah. Thank you. Let's look at your details. Your last name, T-R-U? Yes, T-R-U. O-N-G? Yes. Okay. No worries. So is it NGUYET? Yep. Time it is, get the time. Về nhà rồi mới nói chuyện tiếp với cả nhà nè. Hồi nãy tính quay cái khúc mà test COVID á luôn, nhưng mà tự nhiên đang làm hồ sơ á, các anh đó anh hỏi Nguyệt mấy giờ rồi, mà bữa nay Nguyệt quên đeo cái đồng hồ nữa, cái có cái điện thoại đang quay phim rồi nên giờ phải tắt quay phim để coi giờ nên không có quay được khúc đó cho mọi người xem. Mà lần này nó thốn thiệt là thốn mọi người ơi, đúng là mỗi lần mỗi khác. Lần trước nhẹ nhàng thì là nhẹ nhàng, bởi mai mà hồi sáng này Nguyệt đã chuẩn bị tinh thần sau khi coi cái video của chị Anis là cảm giác của chị thốn thiệt là thốn đó, trời ơi. Mà nói chung là cũng có thể chịu đựng được chứ không phải là quá đau hay là quá đến nỗi không thể chịu đựng được mọi người. Bây giờ thì chờ đợi cái kết quả COVID để mà vào bệnh viện để khám thai thôi. Bây giờ đi vào nhà con mới cho con làm gì ở nhà nè. Con mới cho con làm gì ở sao vậy? Thì ra là ở nhà dọn dẹp mấy cái thùng cạc tông, dọn rác nè mọi người. Con đang dọn rác hả? Cái cặp đó con bỏ sao? Quy trình nó lấy cái đó nó làm súng kìa. Mấy hổm rài thì lockdown ở nhà mua đồ delivery nhiều quá nên thùng nhiều quá mọi người. Ở trong thùng nó có mấy cái giấy mà để chống để vỡ á, nên bây giờ hơi nhiều nè, ông xã dọn lại nè. Nó bây giờ một thùng một đống thùng này luôn nè, nhưng mà không có đi bỏ rác được nữa nè. Sẵn ông xã của Nguyệt đang ở ngoài sân á, thì bây giờ Nguyệt sẽ vào cái phòng làm việc của ảnh nè, review cho mọi người xem cái bàn làm việc tại nhà của ảnh ha. Thì từ nào giờ không có giới thiệu với mọi người thì ông xã của Nguyệt á, thì ảnh làm là IT, tức là kỹ sư về máy tính á mọi người. Cái này là cái bàn làm việc work from home của ảnh nè. Hiện tại thì ảnh đang làm IT cho một cái công ty mà máy in của Nhật Bản. Công ty đó của Nhật Bản nhưng mà nó có cái trụ sở ở Australia này. Đây mọi người nhìn nè, ba cái màn hình lớn luôn. Mọi người thấy ba cái màn hình lớn vậy á, chứ có một cái computer thôi à, là kết nối với một cái máy chủ thôi à. Để mình bắt cho mọi người xem á, mình nhích chuột cho mọi người xem nó, con chuột ha. Nó đang màn hình này nè, nó rồi Nguyệt lôi qua cái màn hình này luôn. Rồi qua cái màn hình này nữa. Trời ơi, anh đang cho chạy cái gì nè. Chạy cái gì mà một đống chữ số chạy chạy luôn.
chắc chỉ có dân IT mới hiểu thôi. Thôi mình tắt xuống đi, chắc không có bị mắc đâu. Đó, ba cái màn hình máy tính này là kết nối với một cái máy chủ à. Còn ở dưới này thì mọi người biết con này là con gì không? Đây là con Yoshi á, con Yoshi ở trong game Mario á. Còn đây là chai nước rửa tay nè. Ly cà phê. Đây, con dinosaur dễ thương. Đó mọi người, trong con dinosaur này là cái gì nè? Đó, đây là cái AirPod á mọi người. Cái tai nghe mình có cái case dễ thương không nè. Ôi trời ơi, rớt ra rồi. Để Nguyệt gắn lại coi. Gắn một tay khó gắn quá. Tại một tay phải quay nè, rồi gắn con dinosaur lại. Trả nó về vị trí cũ luôn. Rồi, ở phía bên trong này thì có một cái ly đựng viết nè. Cái này là cái case để cái điện thoại. Còn cái này là cái cây xương rồng này mọi người. Nguyệt mua á, ban đầu thì tính mua cái cây mà cây thiệt á, nhưng mà sợ ảnh làm việc máy tính đâu không à, nên mua cái cây giả luôn, khỏi cần phải tưới nước nữa. Ở bên trong này là mấy cái kem, là kem dưỡng da tay á mọi người, xài computer dưới lại xài máy tính nhiều á. Còn đây là hai cái cục ổ cứng. Đây là mấy cái sách tập để ghi chép khi làm việc mọi người. Rồi ở đây có một cái laptop nữa. Ở đây thì cái tai nghe này là khi mà có meeting á, meeting group á, thì để nghe. Ở phía trên này thì có một cái camera này là để group chat đó mọi người. Đó, ở phía sau á, thì có một cái tủ đựng hồ sơ nè. Ở trên này mấy cái cọng dây điện gì đây không biết nữa. Còn đây có một cái hộp pin. Pin này là pin xài rồi mọi người. Qua đây mới biết thôi á, ảnh giữ lại để vô hộp vậy đó, lâu lâu đem đi recycle một lần. Ở đây là cái máy in của nhà Nguyệt nè. Máy in này thì có thể in màu được luôn, nhưng mà đa phần in hồ sơ là in trắng đen không à. Chỉ có in hình cho mấy đứa nhỏ ở nhà thì in màu thôi à. Trong thời gian Nguyệt đi vô review cái bàn làm việc của ba nó thì hai đứa nhỏ nó đã ra sân nó chơi xích đu nè. Anh hai đang đưa em nè mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của Nguyệt ngày hôm nay nha. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bye bye.